Hi, chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ thử thách 24 giờ làm quái vật gấu trong sở thú kỳ dị Zoonomaly. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao tôi lại trở nên quái dị như thế này? Xin mời các bạn cùng theo dõi. Con gấu khốn kiếp, mày càng chống cự, nọc độc của tao càng lan truyền nhanh. Hãy chấp nhận số phận đi, tao sẽ cho mày chết một cách im ái. Con rắn khốn kiếp, lời gấu chúng tao chỉ đi ngang đây để lấy mật ong, không đụng chạm gì tới mày. Sao mày muốn tấn công bọn tao, giết chết đồng loại của tao? Đơn giản bởi vì sắp tới sinh nhật của con bồ nhí của tao, nên tao muốn kiếm quà gì đó. Tao nhìn thấy lũ gấu chúng mày, muốn mổ bụng chúng mày để lấy mật gấu tặng cho cô ấy. Con rắn khốn kiếp này thật độc ác, tao nguyền rủa mày lấy vợ không để được con. Khó, chết mẹ mày rồi con. Mẹ kiếp mày, tao sẽ cho mày xuống đây thiệt luôn. Vâng, ban đầu tôi là một chú gấu bình thường. Tôi cùng với đồng loại của mình đi kiếm mật ong, thì vô tình bị một con rắn độc khổng lồ tấn công. Nó đã giết chết hai đồng loại của tôi, và tôi cũng đã bị nó cắn nhiều phát vào người. Trước khi tôi bị ngấm độc, tôi đã cố gắng tới và cắn xé, giết chết nó luôn. Sau đó độc của nó đã lan tỏa khắp người của tôi, khiến tôi ngã gục. Thật không ngờ con gấu này lại mạnh mẽ đến như vậy. Đúng như gì ta cần. Được rồi, ta sẽ bắt ngươi. Tưởng rằng tôi sẽ chết tại khu rừng này, nhưng bỗng dưng có kẻ nào đó đã bắt lấy xác của tôi. Hắn cũng đã làm gì đó lên người của tôi, khiến tôi tỉnh dậy. Ở đâu đây? Sao tôi chưa chết à? Đúng vậy, ta đã cứu người đó. Chết tiệt. Ngươi là kẻ nào? Đừng sợ, ta là một phù thủy. Ta đi khắp mọi nơi để tìm kiếm những con động vật mạnh mẽ, sau đó đem về đây biến bọn chúng thành những chiến binh quái vật. Ta muốn thành lập một đội quân hồng phục vụ ta xâm chiếm lâu đài của tên vua ngu ngốc. Ta sẽ trở thành một đế vương mới. Ngươi là một kẻ xấu xa. Không lẽ ngươi bắt ta về đây định biến ta thành một con quái vật phục vụ cho ngươi à? Không, dù ta có chết, ta cũng muốn làm một con gấu bình thường mà thôi. Ồ, vậy à? Nhưng thật đáng tiếc, ngươi không có sự lựa chọn khác. Tính mạng của ngươi đã thuộc về ta, bây giờ thân thể này cũng sẽ thuộc về ta. Thay hình đổi dạng nào. Gì thế này? Cơ thể của mình. Chết tiệt. Tên khốn phù thủy, mau trả ta lại cho ta. Vậy là chỉ trải qua vài tiếng đồng hồ trong một ngày thôi, đã có nhiều chuyện quái quỷ xảy ra với tôi. Bây giờ tôi không còn là một con gấu bình thường nữa, mà tôi đã biến thành một con quái vật gấu kinh dị ghê tởm. Lúc này tôi không chấp nhận số phận như vậy. Tôi quyết đi khắp nơi để tìm kiếm tên phù thủy đó, đòi lại cho bằng được hình dạng cũ của mình. Tôi đi mãi thì cũng thoát ra được một cánh cổng. Tụi bay, mau tránh ra. Thức ăn đó là của tao. Của tao, mau tránh ra. Gì thế kia? Là những con quái vật hình gà, hình vịt. Không lẽ họ cũng giống như mình? Đây, cho tôi hỏi thăm. Mẹ kiếp, có một kẻ lạ mặt vừa mới tới kìa. Mau, tiến tới đó xé xác hắn đi. Chết tiệt, bình tĩnh lại đi. Tôi cũng giống mấy người, tôi cũng là sinh vật vô tội, bị tên phù thủy kia biến thành một con quái vật như thế này đi. Thì đúng là như vậy đó. Nhưng khi bọn ta được thả vào trong khu vườn này, phải cắn xé, giành giật thức ăn. Người bây giờ xuất hiện sẽ tiêu tốn thêm thức ăn của bọn ta. Bọn ta sẽ không có ăn. Bọn ta phải xé xác ngươi để tồn tại. Chết tiệt, mau tránh xa ta ra. Các ngươi đã bị biến đổi rồi. Các ngươi đã trở nên xấu xa, bẩn thỉu giống như tên phù thủy đó. Được rồi, vậy thì đừng có trách ta. Ta sẽ giết sạch các ngươi. Chết tiệt, con quái vật gấu vừa mới vào, nó mạnh quá. Mau chạy đi, mau nấp hết đi. Cứu, có ai cứu tôi không? Làm ơn, tha mạng cho tôi đi.
đừng ăn thịt tôi. Lại có thêm những con búp bê xấu xa định ăn thịt loài khác nữa à? Này, mau dừng lại! Hả? Kẻ nào dám lớn tiếng ra lệnh cho ta trong chính khu vườn quái vật của cha ta vậy? Cái gì chứ? Người là con của tên phù thủy xấu xa đó à? Hắn thật nhẫn tâm, con của hắn mà hắn cũng biến thành quái vật nữa. Chính ta muốn như vậy, chính ta muốn cha ta biến ta thành quái vật đó. Còn ngươi nữa, con cẩu khốn kiếp kia, vừa mới được cha ta cứu sống đem về, ngươi không biết thân biết phận, dám to càng tới đây lớn tiếng với ta. Chết tiệt, đúng là cha nào con nấy, các ngươi đều xấu xa như nhau. Ta phải thay thế cha ngươi, chỉ dỗ cho ngươi một bài học. Hay quá, hay quá. Cảm ơn anh bạn gấu nhiều lắm. Không có chi đâu. Này, anh bạn là loài gì vậy? Sao trông quái lạ thế? Có phải tên phù thủy đó cũng đã biến anh bạn thành ra thế này không? Không, đây là hình dạng nguyên bản của tôi. Tôi là một chú lạc đà từ sở thú Zunomali. Tôi sử dụng đĩa bay tới đây để tìm tài nguyên. Thì thật không ngờ tên phù thủy đó đã đánh lén tôi, rồi bắt tôi về khu vườn quái vật này. Con của hắn hằng ngày hành hạ tôi, tra tấn tôi. Hả? Sở thú Zunomali là ở đâu? Tôi sẽ đưa anh bạn quay về đó. Ở đó xa lắm, phải có đĩa bay của tôi thì mới có thể đến đó được. Hay là chúng ta đi tìm đĩa bay của tôi trước đi. Được rồi, vậy thì chúng ta nhanh chóng thoát khỏi khu vườn quái vật này thôi. Nhiều tiếng đồng hồ cũng trôi qua, chúng tôi cũng đã thoát ra ngoài và đi khắp mọi nơi tìm kiếm một thứ gọi là đĩa bay, phương tiện di chuyển của anh bạn lạc đà đến từ sở thú Zunomali kia. Đi mãi, cuối cùng chúng tôi cũng đã nhìn thấy nó. Tôi nhìn thấy rồi, đúng là nó. Nó ở ngay kia thôi. Hãy cẩn thận. Có một con quái vật to lớn đang nằm bên cạnh chiếc đĩa bay đó. Chết tiệt, nó phát hiện ra chúng ta rồi kìa. Nó đang đi về phía của chúng ta. Cậu hãy núp qua một bên đi. Tôi sẽ liều mạng đấu với nó. Tôi phải lấy lại đĩa bay của mình thì có đĩa bay mới giúp tôi quay về nhà mà thôi. Tôi không muốn bị mắc kẹt ở đây đâu. Cậu nói cái gì vậy? Cậu nghĩ tôi hèn nhát đến như vậy hay sao? Hãy để tôi giúp cậu, cùng nhau giết chết nữa nào. Mẹ kiếp, nó khốn kiếp này, các ngươi đâu chui ra vậy? Dám định giành đồ chơi của ta hay sao? Ta đã phát hiện nó được mấy ngày hôm nay rồi. Nó thuộc về ta, không kẻ nào được đụng vào. Chết tiệt, tôi tấn công phía đầu. Cậu hãy chọt vào trong mông của nó, chọt vào cái bộ phận biết toilet của nó, cho nó tan xác đi. Tôi biết rồi. Khốn kiếp, thúi quá, thúi không chịu nổi. Đau quá, mau dừng lại. Sao chúng mày chơi mất dạy vậy? Một đứa chọt vào đầu, một đứa chọt vào mông của tao. Thắng rồi. Mau, vào đĩa bay của cậu, về nhà đi. Cảm ơn anh bạn gấu nhiều lắm. Đúng rồi. Hãy theo tôi về sở thú Zunomali. Tôi có rất nhiều người bạn ở đó. Nơi đó là một nơi an toàn cho chúng ta. Hãy theo tôi. Không được. Tôi phải ở lại đây tìm bằng được tên phù thủy xấu xa đó. Dù có mất cái mạng này, tôi vẫn phải giết chết hắn. Nếu không, hắn sẽ hại rất nhiều sinh vật khác. Vậy thì tôi sẽ giúp cậu trở nên mạnh mẽ hơn, để cậu có thể giết chết được tên khốn kiếp đó. Hãy nhận lấy năng lượng từ chiếc đĩa bay của tôi. Như thế này là thế nào? Cậu cứ yên tâm, đây là hình dạng của quái vật cậu Zunomali. Nó sẽ giúp cậu mạnh lên gấp ngàn lần. Khi nào cậu không muốn ở hình dạng này nữa thì hãy gọi tôi sẽ tới trả lại hình dạng cũ cho cậu. Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu. Thế là được sự giúp đỡ của chú lạc đà đến từ sở thú Zunomali, tôi đã có được một hình dạng quái vật gấu Zunomali. Được rồi, tôi sẽ nhanh chóng lên đường để tìm kiếm tên phù thủy. Thêm vài tiếng đồng hồ nữa trôi qua, cuối cùng tôi đã phát hiện ra chỗ hắn đang làm điều sầm bậy. Chết tiệt, thứ quái quỷ kỳ dị gì thế kia? Tên phù thủy xấu xa, người quên thật mau đó. Ta chính là con gấu
mà bị ngươi đem về biến thành một con quái vật kinh tởm xấu xa. Bây giờ ta đã được sự giúp đỡ của một anh bạn lạc đà Junomali nên trở thành hình hài như thế này. Chết, chết tiệt. Thì ra là ngươi. Ngươi to gan dám trốn ra đây rồi còn đi tìm ta nữa. Khổ kiếp. Đúng vậy, tình xấu xa kia. Bây giờ không những ta không sợ ngươi mà ta còn có khả năng giết chết ngươi nữa. Ta sẽ lấy lại tất cả những gì ngươi đã gây ra lên người của ta. Con gấu này, ngươi đúng thật là một sinh vật rất mạnh mẽ. Cả ta mà ngươi cũng dám đối đầu nữa. Được, được, ta rất thích ngươi. Ta sẽ bắt ngươi quay về tổ chức của ta. Ta sẽ ép ngươi trở thành chiến binh thủ lĩnh quái vật, lãnh đạo cho đội quân ta đi xâm lược lâu đài. Ngươi câm mồm đi. Cái đội quân quái vật khốn kiếp của ngươi trong khu vườn đã bị ta đánh tan nát rồi. Kể cả tên con trai của ngươi cũng đã bị ta giết luôn rồi. Ngươi đang cái gì? Chết tiệt. Vậy thì ta phải bắn ngươi ra thành trăm mảnh. Tôi và hắn cũng đã lao vào nhau, cắn xé, cào cấu nhau. Nhưng dường như hai bên bất phân thắng bại. Lúc này hắn khuyên nhủ tôi quay về làm thuộc hạ của hắn. Còn tôi nhất quyết cự tuyệt. Thậm chí tôi còn nói ra sự thật. Tôi đã tàn phá đội quân và giết chết con trai của hắn, khiến hắn trở nên điên tiết và mất bình tĩnh. Cuối cùng hắn đã xuất hiện sơ hở. Tôi chớp lấy cơ hội và đánh cho hắn tàn sát. Tôi đã chiến thắng rồi. Thật không ngờ cái hình dạng này lại mạnh đến như vậy. Này, nếu cậu thích hình dạng này thì hãy trở thành quái vật cậu Junomali luôn đi. Chúng ta sẽ bay khắp mọi nơi giúp đỡ những sinh vật khác. À, được, được. Vậy là 24 giờ cũng đã trôi qua. Cuối cùng tôi đã biến thành một chú quái vật gấu Junomali.